Chào các bạn, và ngày hôm nay Awake Motivation tiếp tục với sứ mệnh chia sẻ và trao đi những cái món quà mà Awake Motivation đã nhận được. Và để các bạn không đợi lâu, chúng ta bắt đầu vào cái phần chia sẻ tiếp theo, đó là tình yêu và hôn nhân. Gợi ý của tôi là ở chỗ hôn nhân nên xảy ra sau tuần trăng mật, đừng bao giờ trước nó. Chỉ nếu mọi sự đi đúng, chỉ thế thì hôn nhân mới nên xảy ra. Tuần trăng mật, hôn nhân là rất nguy hiểm. Như tôi biết, 99% hôn nhân đều kết thúc ngay sau tuần trăng mật kết thúc. Nhưng thế thì bạn bị bắt giữ rồi. Thế thì bạn chẳng còn đường thoát nào nữa. Thế thì xã hội, luật pháp, tòa án, mọi người đều chống lại bạn nếu bạn bỏ vợ hay vợ bỏ bạn. Thế thì toàn thể nền đạo đức, tôn giáo, tu sĩ, mọi người đều chống lại bạn. Trong cái thực tế xã hội đáng phải tạo ra mọi người cái rào chắn có thể cho hôn nhân và không rào chắn nào cho cái ly dị. Xã hội đáng phải không cho phép mọi người cưới nhau dễ dàng thế. Tòa án đáng phải tạo ra các rào chắn sống với người đàn bà ít nhất trong 2 năm. Thế rồi tòa án có thể cho phép bạn được cưới nhau. Ngay bây giờ, họ đang làm chính điều ngược lại. Nếu bạn muốn cưới nhau, chẳng ai hỏi liệu bạn có sẵn sàng không? Hay liệu nó chỉ là một ý thích chợt nhảy ra? Bởi vì bạn thích cái mũi của người đàn bà này, ngu ngốc làm sao? Người ta không thể sống chỉ bởi vì cái mũi đẹp. Sau 2 ngày, cái mũi sẽ biến mất. Ai nhìn vào cái mũi vợ mình mãi? Vợ chẳng bao giờ trông đẹp cả. Vợ chẳng bao giờ trông đẹp cả. Chồng chẳng bao giờ trông đẹp cả. Một khi các bạn quen nhau rồi, cái đẹp biến mất. Hai người nên được phép sống cùng nhau đủ lâu để trở nên quen thuộc, bén mùi lẫn nhau. Trước điều đó, cho dù họ có muốn cưới nhau, họ cũng không nên được phép. Vì thế thì ly dị sẽ biến mất khỏi thế giới này. Ly dị tồn tại bởi vì hôn nhân sai và bị ép buộc. Ly dị tồn tại bởi vì hôn nhân được thực hiện trong tâm trạng lãng mạn. Tâm trạng lãng mạn là tốt nhất nếu bạn là nhà thơ. Và nhà thơ chưa bao giờ được biết là người chồng tốt hay người vợ tốt. Thực tế nhà thơ hầu như là người chưa vợ. Họ làm những chuyện ngớ ngẩn dại dột, nhưng họ lại chưa hề bị bắt. Và do đó, lãng mạn của họ vẫn còn sống động. Họ cứ viết thơ ca, những bài thơ hay. Người ta không nên cưới đàn bà hay đàn ông trong cái tâm trạng thơ ca. Cứ để cho tâm trạng văn xuôi tới, rồi lắng động lại. Bởi vì trong cuộc sống thường ngày, giống với văn xuôi nhiều hơn là giống với thơ ca. Người ta phải trở nên đủ trưởng thành. Trưởng thành nghĩa là người ta không còn là kẻ ngốc lãng mạn nữa. Người ta hiểu cuộc sống. Người ta hiểu trách nhiệm của cuộc sống. Người ta hiểu các vấn đề của việc ở cùng với một người. Người ta chấp nhận tất cả những khó khăn mà vậy mà quyết định sống với người đó. Người ta không hy vọng rằng sẽ có cõi trời toàn hoa hồng. Người ta hy vọng vào điều vô nghĩa. Người ta biết thực tế là nghiệt ngã, nó là khắc nghiệt. Có hoa hồng nhưng lại ở xa, và chỉ có vài bông ở giữa nhưng có nhiều gai. Khi bạn đã trở nên tỉnh táo với tất cả những vấn đề này, và bạn vẫn quyết định rằng đáng mạo hiểm và sống cùng với một người thay vì sống một mình, thì cưới nhau, thì hôn nhân sẽ không bao giờ giết chết tình yêu, bởi vì tình yêu này là hiện thực. Hôn nhân có thể giết chết mỗi tình yêu lãng mạn, và tình yêu lãng mạn là điều mọi người gọi là mối tình ngây thơ. Người ta phải không nên phụ thuộc vào nó. Người ta không nên nghĩ về nó như là sự nuôi dưỡng.
Nó có thể giống như kem. Thỉnh thoảng bạn có thể ăn nó, nhưng đừng phụ thuộc vào nó. Cuộc sống phải thực hiện thực hơn, văn xuôi hơn. Và hôn nhân, bản thân nó chẳng bao giờ phá hủy cái gì. Hôn nhân đơn giản lôi ra bất kỳ cái gì vẫn được giấu kín bên trong bạn. Nó đem cái đó ra. Nếu tình yêu được giấu kín bên trong bạn, hôn nhân lôi nó ra. Nếu tình yêu chỉ là sự giả vờ, chỉ là miếng mồi tình yêu, chẳng chóng thì chạy, nó phải biến mất. Và thế thì thực tại của bạn, cái tính xấu xí của bạn lòi ra. Hôn nhân đơn giản là cơ hội. Cho nên bất kỳ điều gì bạn có ở bên trong bạn sẽ cho ra. Tình yêu không bị hôn nhân phá hủy. Tình yêu bị phá hủy bởi những người không biết cách yêu. Tình yêu bị phá hủy bởi vì ngay chỗ đầu tiên, tình yêu đã không có. Bạn đã sống trong mơ. Thực tại phá hủy giấc mơ đó. Bằng không thì tình yêu là cái gì đó vĩnh hằng, một phần của cái vĩnh hằng. Nếu bạn trưởng thành, nếu bạn biết nghệ thuật này, bạn và bạn chấp nhận cái thực tại của cuộc sống tình yêu, thế thì nó cứ phát triển mọi ngày. Hôn nhân trở thành cơ hội vô cùng cho việc trưởng thành trong tình yêu. Chẳng cái gì có thể phá hủy được tình yêu. Nếu có đó, nó cứ phát triển mãi. Nhưng cái cảm giác của tôi là ở chỗ, trong hầu hết các trường hợp, ngay chỗ đầu tiên nó đã không còn có rồi. Bạn tự hiểu lầm mình. Cái gì đó khác đã có đó. Có thể dục có đó, sự hấp dẫn dục có đó. Thế thì nó sẽ phá hủy, bởi vì một khi bạn đã làm tình với người đàn bà thì hấp dẫn dục sẽ biến mất. Hấp dẫn dục chỉ là với cách không biết. Một khi bạn đã nếm trải thân thể của người đàn bà hay đàn ông, hấp dẫn dục biến mất. Nếu tình yêu của bạn chỉ là hấp dẫn dục, nó nhất định biến mất. Cho nên đừng bao giờ hiểu lầm tình yêu là cái gì đó khác. Nếu yêu là yêu thực, tôi ngụ ý gì khi tôi nói yêu thực? Tôi ngụ ý rằng chỉ trong sự hiện diện của người khác, bạn cảm thấy niềm hạnh phúc đột nhiên. Chỉ ở cùng nhau, bạn cảm thấy cực lạc. Chính sự hiện diện của người khác đáp ứng cho cái gì đó sâu xa trong tim bạn. Cái gì đó bắt đầu ca hát trong tim bạn. Bạn rơi vào hài hòa. Chính hiện diện của người khác giúp cho bạn ở cùng. Bạn trở thành nhiều tính cá nhân hơn, định tâm hơn, tiếp đất hơn. Thế thì đó là tình yêu. Tình yêu không phải là đam mê. Tình yêu không phải là xúc động. Tình yêu là hiểu biết rất sâu sắc rằng ai đó, bằng cách nào đó, làm hoàn chính bạn. Ai đó làm cho bạn thành vòng tròn đầy đủ. Sự hiện diện của người khác tôn cao thêm sự hiện diện của bạn. Tình yêu cho sự tự do được là chính bản thân mình. Nó không mang tính sở hữu. Cho nên, quan sát, đừng bao giờ có dục là tình yêu. Bằng không, bạn sẽ bị lừa. Tỉnh táo, và khi bạn bắt đầu cảm thấy với ai đó rằng chỉ sự hiện diện. Sự hiện diện thuần khiết, không gì khác. Không gì khác là cần cả. Bạn không hỏi gì cả. Chỉ sự hiện diện, chỉ mỗi điều người khác hiện hữu là đủ làm cho bạn hạnh phúc. Cái gì đó bắt đầu nở hoa bên trong bạn. Hoa sen nghìn lẻ, một cánh nở. Thế thì bạn đang trong tình yêu. Và thế thì bạn có thể đi qua tất cả các khó khăn mà thực tại tạo ra. Nhiều phiền não, nhiều lo âu, bạn sẽ có thể trải qua tất cả chúng. Và tình yêu của bạn sẽ nở hoa ngày một nhiều hơn. Bởi vì tất cả những tình huống này sẽ trở thành thách thức. Và tình yêu của bạn, bằng việc vượt qua chúng, sẽ phát triển ngày một mạnh mẽ hơn. Tình yêu
Tình yêu là vĩnh hằng, nó có đó. Thế rồi nó cứ phát triển và phát triển và phát triển. Tình yêu biết chỗ bắt đầu, nhưng không biết chỗ kết thúc. Vậy là chúng ta vừa rồi được nghe xong một bài chia sẻ tiếp theo. Và để các bạn không bỏ lỡ những cái nội dung ý nghĩa tiếp theo, các bạn hãy like và subscribe kênh nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.